Nữ tu Teresa Vũ Thị Kim Dung, tu hội nô tỳ Thiên Chúa qua đời, xin cầu nguyện cho linh hồn nữ tu Teresa. Sau đây là cáo phó của tu hội nô tỳ Thiên Chúa. Ta là sự sống lại và là sự sống. Gioan chương 11 câu 25. Cáo phó. Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh, tu hội nô tỳ Thiên Chúa trân trọng kính báo. Nữ tu Teresa Vũ Thị Kim Dung sinh ngày 1 tháng 5 năm 1980 tại Hồi Ninh, Kim Sơn, Ninh Bình. Cam kết lần đầu ngày 12 tháng 6 năm 2007. Cam kết vĩnh viễn ngày 13 tháng 6 năm 2013. Đã an nghỉ trong Chúa lúc 17 giờ 45 phút thứ hai ngày 6 tháng 9 năm 2021, hưởng dương 41 tuổi. Vì tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp nên tất cả các nghi thức sẽ được diễn tiến một cách âm thầm. Kính xin Đức Tổng, Đức Hồng Y, quý cha, quý tu sĩ, quý thân nhân và quý chị em trong tu hội hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn nữ tu Teresa sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Thay mặt tu hội nô tỳ Thiên Chúa, Teresa Đinh Thị Bạch Huệ, tổng phụ trách. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Tin Yêu Chúa. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận góp ý. Chúng con xin ghi nhận tất cả những góp ý của quý vị để kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.